xưa không may cho nên tôi bước vô đây. Cuộc đời lầm lỗi cho nên tôi phải vô tù. Nhờ cai tao tốt nên 5 năm còn 4 năm. Nay tôi sẽ trở về bên mẹ già tôi nhớ mong. Là một công dân em hứa sẽ sống văn minh. Từ đây về sau em hứa sẽ sống lương thiện. Trường hợp của anh tôi tin anh sẽ đổi thay. Tin anh sẽ vững vàng làm lại từ con số không. Đại ca, đại ca, đại ca. Anh ơi, em đã ngờ ở đây. Cứ nghĩ anh tặng ngã cho nên em đang nhích về. Anh ơi, anh có được khỏe không? Sao thấy người hốc hác làm bọn đàn em xót xa? Không, 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 không sao, anh vẫn như ngày xưa. Lâu lắm không cạo râu nên trông anh hơi bị gầy. Anh ơi, anh hãy nhìn đằng kia. Có một người con gái đã đợi chờ anh mấy năm. Bác đang nịt ngả nè, mổ đã ngọng liếu ngọng lô nổi còn thay nói nhiều. Mình về thôi anh. Thôi được rồi, đi về đi anh, đi đi. Ừ. Đô nào nụt dễ nụt nế lên đầu đi nhoa. Đại ca, chào mừng đại ca về Việt Nam. Nào, ông nói vừa thôi. Bao nhiêu món ngon nhỉ? Mấy năm anh đi nhá, đi ở nhà là chăm sóc ông rất cẩn thận. Em chưa thấy người phụ nữ nào tuyệt vời như chị. Đâu nắm ngồi mới được ăn ngon như này. Thôi các con ăn uống tự nhiên đi nhá. Dạ. Uống vào nhà uống nghỉ tí. Vâng ạ, tao nghỉ ạ. Anh ăn cơm nhá, dạ. Đi ra ngoài có chút việc đấy ạ. Đại ca. Từ khi đại ca đi, thằng Thái Xê nó cắn mình. Lập bang phái, lấy hết hai khu của mình. Còn tuyên bố tao Thái Dê đây tao chẳng biết sợ đứa nào. Thằng Nam Dâu xin lỗi nó đã hết thời. Mặc kệ thôi, nó nói không sai, anh này cũng đã hết thời. Giờ anh không muốn sân si nữa rồi. Mày bảo sao thằng Nam Dâu nó mới về? Vậy là tao cũng đã đi trước một bước. Giờ trong tay đã có con tim trước kia nó luôn quý trọng. Thằng Nam Dâu chắc chắn nó sẽ đến tìm. Đại ca, rất nguy khốn trong lúc này. Ngoài anh ra chẳng có ai cứu nó được. Anh ơi, anh cứu nó đi, em đi đây. Đại ca, we'll be right back.
Nghe nói hôm qua đại ca mới đi tua về. Mày như con nào mà giờ lại lặn lội thăm em? Trong lúc anh đi em đã khóc thương nhiều năm. Biết trước tao không cứu mang mày về làm gì, giờ mới hay bao nhiêu lâu nay mày là thằng tôi. Buồn quá đi, trông anh hôm nay thật là tồi tàn. Mày hãy im đi. Hãy đánh đi, đánh đi, đánh đi, đừng ngại ngùng. Đừng để nó tiến đến sát qua, nó đánh chết tao bây giờ. Hãy xoay đứng lại, cho thêm năm trái nếu đưa nào hạ gục. Đừng làm anh lo, anh em mới vô. Đánh đi. Hãy cứu em, cứu em, cứu em, đừng ngồi nhìn. Mày hãy cứ cố gắng tí nữa lát anh cho tiền. Răng anh hơi đau đau, thôi cho anh đi. Mày chạy đi đâu cũng không thể nào thoát đâu còn. Sẽ biết tay ta. Tất cả những gì em làm đều trở thành vô nghĩa. Hương! Hương! Đại ca! Hương ơi! Hương ơi! Hương ơi! Hương ơi! Hương ơi! Hương ơi! Này Hương ơi em cho anh xin lỗi. Thời gian qua anh gây ra bao lỗi lầm. Bàn tay anh gây đau thương cho em nhọc nhằn những tháng ngày. Và giờ đây khi em đi, anh mới biết rằng tim anh chỉ có em. Chỉ cần em bên anh thôi, quên đi quá khứ tối tăm. Và anh hứa anh cố gắng làm lại cuộc đời, và luôn chăm sóc em bên em mỗi khi em buồn. Bỏ lại đằng sau bao gươm đau tối tăm ngày nào, để cùng em sống một cuộc sống mới. Thanh xuân em chỉ để yêu một người, chỉ cần anh sẽ không có thêm nữa những sai lầm. Thì dù ngày sau anh ra sao, em luôn bên cạnh và cùng anh đi qua bao khó khăn. Hương à, sao là nghe, sao là nghe không? Chúng ta sẽ đến một vùng đất mới. Hương, anh sẽ bù đắp cho em tất cả những tổn thương, đau đớn suốt quãng thời gian mình xa cách. Xin hãy tin anh. Vợ chồng của tôi hôm nay đã có cơ ngơi. Thảo dược tam chân đây mang công thức gia truyền, làm việc thiên lương cho nên bao người mến thương. Nay tôi đã thấy mình sống cuộc đời ý